Lan Hương kính chào tất cả các quý vị. Chào mừng quý vị đang cùng đến với những tin tức mới nhất hôm nay của tin tức 24 giờ TV. Ukraine thiệt hại đau đớn, mất tới 9.800 binh sĩ chỉ trong 6 tuần. Ngày 19 tháng 10, Phó lãnh đạo chính quyền quân sự dân sự Kherson Kirin Shemushov, cho biết, nếu nói về những nỗ lực không thành công trong một tháng rưỡi qua của Ukraine, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất khoảng 320 xe tăng, khoảng 250 xe chiến đấu bộ binh, 542 xe chiến đấu bọc thép, 36 máy bay chiến đấu và 7 trực thăng. Tổng cộng chỉ riêng ở tỉnh Kherson, Ukraine đã mất hơn 1.590 đơn vị thiết bị quân sự và khoảng 9.800 quân nhân chuyên nghiệp cùng lính đánh thuê. Ông Stemusov cho hay, các báo cáo về thành công mà các lực lượng Ukraine đạt được ở tỉnh Kherson cũng như những tổn thất của họ là không đúng sự thật. Quan chức thân Nga xác nhận, Tình hình ở Kherson hoàn toàn được kiểm soát. Trước đó, ông Stemusov nói rằng quân đội Ukraine bắt đầu tiến quân vào Kherson hôm 15 tháng 10. Tuy nhiên, các lực lượng Nga không cho Ukraine bất kỳ cơ hội nào để phản công. Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên. Tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine được coi là mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm lập hành lang trên bộ từ bán đảo Crimea đến miền đông và miền nam Ukraine. Nga kiểm soát hầu hết Kherson từ đầu năm nay, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ukraine bắt đầu mở chiến dịch phản công lớn từ cuối tháng 8 để giành lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga và phe ly khai kiểm soát. Hôm 9 tháng 10, người phát ngôn quân khu miền nam Ukraine Natalia Humeniuk cho biết, nước này đã giành lại quyền kiểm soát gần 1.200 km vuông ở tỉnh Kherson. Hôm 5 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sáp nhập vào Nga bốn vùng ly khai của Ukraine, gồm có Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia. Trong khi Nga nói rằng quyết định sáp nhập nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân ở các vùng ly khai Ukraine, động thái này đã vấp phải chỉ trích của Kiev và các đồng minh, đối tác phương Tây. Trong thời gian qua, Ukraine đã đạt được đà tiến ở một số khu vực khi giành lại từ Nga một số thành phố và thị trấn. Tuy nhiên, Liên minh quân sự NATO cảnh báo, dù Ukraine đang đạt được đà tiến, nhưng tiềm lực quân sự của Nga vẫn rất lớn. Vì vậy, cục diện chiến sự trong tương lai vẫn là một câu hỏi lớn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Konashenkov hôm 17 tháng 10 cho biết, quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ ở Kherson, loại bỏ hơn 100 tay súng khỏi vòng chiến đấu. Ngoài ra, quân đội Nga cũng phá hủy 6 kho đạn của Ukraine ở nhiều khu vực, trong đó có Kherson, trong 24 giờ qua. Theo ông Konashenkov, tổng cộng lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 323 máy bay chiến đấu, 161 máy bay trực thăng, 2.256 máy bay không người lái, 380 hệ thống tên lửa đất đối không, 5.855 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 871 hệ thống rocket phóng loạt, 3.484 pháo dã chiến và súng cối, 6.610 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukraine phá hủy bệ phóng tên lửa phòng không to, 50 quân nhân Nga thiệt mạng. Theo Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam, lực lượng phòng vệ Ukraine trong 24 giờ qua đã thực hiện 15 cuộc không kích và 230 đợt pháo kích chống lại Nga, trong đó đã phá hủy hai xe tăng, một hệ thống tên lửa phòng không to, một hệ thống pháo tự hành Gradsin, một trạm tác chiến điện tử, 3 xe bọc thép và giết ít nhất 50 binh sĩ Nga. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các khu tập trung nhân lực và trang thiết bị của quân đội Nga, bao gồm các cứ điểm và hệ thống phòng không trong khi đó, trong bài phát biểu, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh thành phố Bakhmut và Soleda ở Donetsk, miền đông Ukraine. Ông Zelensky cho biết, điểm nóng then chốt ở Donbass hiện nay là Bakhmut và Soleda, giao tranh rất ác liệt đang diễn ra tại khu vực đó. Thành phố Bakhmut đang là mục tiêu tiếp theo của lực lượng Nga trong cuộc tiến công được đánh giá là khá chậm của họ qua khu vực Donetsk sau khi chiếm được các thành phố công nghiệp chủ chốt là Lysychansk và Severodonetsk vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Còn Soleda nằm ngay phía bắc của Bắc Mút. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu ở Ukraine bất chấp sự can thiệp và hỗ trợ của NATO cho Kiev trong cuộc chiến này. Ông Peskov tuyên bố trên kênh Russia 1 hôm 16 tháng 10. Thực tế là NATO đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng tới các mục tiêu của chúng tôi. Chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ hoàn thành nó đẩy mạnh sử dụng UAV tự sát trong chiến sự tại Ukraine. Các vụ tấn công bằng UAV tự sát mới đây nhằm vào trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine đã đánh dấu lần tập kích trên không mới nhất của Nga trong cuộc xung đột này. Đây là cuộc tấn công lớn thứ hai vào Kiev trong vòng một tuần qua. Hôm 10 tháng 7, để đáp trả vụ tấn công ở cầu eo biển Kurt, hay còn gọi là cầu Krum, nối với bán đảo Krum, Nga đã mở hàng loạt các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Kiev và các thành phố lớn khác. Hôm 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video về các cuộc tấn công của UAV Lancet nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. UAV Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km, trọng lượng cất cánh tối đa là 12 kg, gồm cả thuốc nổ. Khác với tên lửa, UAV tự sát có thể bay trên không nhiều giờ đồng hồ để khóa mục tiêu. Chúng được gọi là UAV tự sát vì được sử dụng một lần duy nhất, nhưng nó có thể gây sát thương lớn đối với bộ binh hoặc là xe thiết giáp. Kiev cho hay các UAV tự sát Shahid-136 do Iran sản xuất được cho là lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 9. Và mặc dù được mô tả là UAV tự sát, chúng được xem chỉ là tên lửa hành trình nhỏ với sức công phá tương đối hạn chế với trọng tải là 50 kg. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn thông tin cho biết Nga đã mua 2.400 UAV loại này, một con số nghe có vẻ lớn nhưng số lượng đang cạn kiệt nhanh chóng. Justin Brown, một nhà phân tích hàng không của tổ chức nghiên cứu Rushi tại Anh cho rằng, UAV rất khó bị đánh chặn liên tục, nhưng tốc độ bay chậm hơn so với tên lửa hành trình khiến nó có nguy cơ bị phòng không Ukraine ngăn chặn dễ dàng hơn. Và sự tàn phá của loạt tấn công mới nhất của Nga lần này đã cho thấy những hạn chế trong khả năng phòng không của Kiev. Mỹ đã phản ứng bằng cách cam kết rõ ràng về việc sẽ xúc tiến chuyển giao hai trong số 8 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine. Mỹ tin rằng đây là loại vũ khí được cho là đủ tốt để giúp ích cho Kiev. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc sử dụng UAV sát thủ cũng chứng tỏ rằng Nga đang thiếu tên lửa dẫn đường. Các quan chức phương Tây hôm 14 tháng 10 đã nhất trí với đánh giá của Ukraine rằng Moscow đã sử dụng hết 2 phần 3 kho tên lửa dự trữ mà chỉ còn lại 124 trong số 900 tên lửa Iskander tầm trung. Một chuyên gia nhận định, chúng tôi nghĩ điều đó là đúng, mặc dù không thể xác minh những kết luận như vậy. Thực tế là việc sử dụng các UAV như Shahid-136 nhắm vào các mục tiêu tĩnh hiệu quả hơn so với tấn công trên bộ. Chuyên gia Jeremy Benny từ công ty phân tích quốc phòng James ở Anh cho rằng loại vũ khí này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến diễn biến của cuộc xung đột. Tuy nhiên, một sĩ quan Ukraine tiết lộ với trang tin Politico của Mỹ rằng điểm cốt yếu là chúng rất khó bị phát hiện bằng radar. Các loại UAV Nga có thể sử dụng ở Ukraine. Theo các nguồn tin, ngoài các mẫu tự sản xuất trong nước đã được điểm mặt trước đây, các UAV mà Nga sử dụng ở Ukraine trong loạt tấn công mới nhất đều là các mẫu do nước ngoài sản xuất. Trước đó, hồi đầu tháng này, Sở Chỉ huy Không quân Ukraine cho biết, vào dạng sáng ngày 2 tháng 10, đối phương đã sử dụng 7 chiếc UAV tự sát Shahid-136 để tấn công vào một số khu vực thuộc tỉnh Mykolaiv. Theo phía Ukraine, trong những ngày qua, Nga đã sử dụng UAV tự sát của Iran để tấn công thủ đô Kiev. Mỹ cũng đã dẫn thông tin tình báo cho thấy Nga đang tìm cách mua UAV của Iran để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lý do là vì các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga gặp nhiều khó khăn trong việc mua các linh kiện quan trọng. Theo các nguồn tin phương Tây, Nga đã mua UAV Kod Mohajer 6 của Iran. Mẫu UCAV này có thể mang lượng chất nổ lên tới 40 kg với tốc độ lên tới là 200 km/h. Ngoài ra, Nga cũng được cho là đã mua UAV tự sát Hesha Shahid-136 nhỏ hơn, có phạm vi hoạt động lên tới 2.500 km. Tuy nhiên, Iran kiên quyết phủ nhận cáo buộc cung cấp UAV cho Nga. Mọi nghi ngờ tiếp tục dồn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin, cách đây vài tháng, Nga bày tỏ quan tâm đến việc mua UAV chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhà sản xuất Berata sau đó tuyên bố sẽ không bán UAV cho Nga. Ông Haluk Berata, giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, dù họ có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, việc cung cấp UAV cho họ trong tình huống này là điều không thể. Cũng có nhiều đồn đoán về việc Nga sử dụng UAV do Israel sản xuất, như UAV Fosport R kể từ giai đoạn đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Ten Aviv cũng bác bỏ. Tiết lộ lý do Nga chưa bắt bài hiệu quả đòn tấn công từ hỏa thần HIMARS của Ukraine. Vài tháng trước, Mỹ đã bắt đầu chuyển giao cho Ukraine hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS vũ khí mà phương Tây và Kiev đã mệnh danh là giúp thay đổi cuộc chơi. Nga, cường quốc quân sự với kho khí tài đa dạng, có khả năng đánh chặn những quả rocket HIMARS dẫn đường bằng GPS. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, Nga vẫn chưa tìm được cách hóa giải hoàn toàn mối đe dọa của HIMARS với các mục tiêu quan trọng của Moscow như kho đạn, trạm chỉ huy, tuyến đường tiếp tế. Trên trang quân sự Nga AviaPro đã nhận định, rocket của HIMARS dường như có tính năng đặc biệt có thể ngăn pháo của Moscow bắn vào các tổ hợp trên về mặt lý thuyết các tổ hợp pháo và rocket phóng loạt của nga có khả năng truy vết bệ phóng của himas bằng radar phản pháo cơ chế này đã được kích hoạt khi himas tấn công radar phản pháo nga sẽ dò ra vị trí của bệ phóng ukraine và truyền thông tin về cho các lực lượng pháo binh moscow bắn hỏa lực đáp trả ngay lập tức avia pro cho rằng rocket của himas có thể thay đổi đường bay và đánh lừa radar phản pháo của nga khiến việc nga tấn công đáp trả vào các bệ phóng của ukraine trở nên thách thức hơn chuyên gia nhận định các đoạn video do Ukraine đăng tải cho thấy, rocket HIMARS thay đổi quỹ đạo ngay lập tức sau khi bay. Rocket HIMARS khác biệt đáng kể so với các rocket phóng loạt thông thường của Mỹ với hỏa lực bay dọc theo quỹ đạo đạn đạo. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự lại có góc nhìn khác về vấn đề trên. Samuel Cranney Evans, một chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện RUSI của Anh nhận định, công nghệ phản pháo của Nga dường như chưa cho thấy hiệu quả trên chiến trường ở Ukraine. Ví dụ radar phản pháo Chupak-1 của Nga có thể phát hiện rocket ở tầm xa là 14,4 đến 20,9 km, trong khi rocket của HIMARS có tầm tấn công là 80 km. Ông Krani Evans giải thích, radar phản pháo cần phải dò được rocket ngay khi nó được phóng đi để đoán được đường bay của hỏa lực nhằm tính toán ra vị trí của bệ phóng một cách chính xác. Vì vậy, nếu radar không dò được tên lửa từ thời điểm nó được phóng đi vì nó chưa có tầm hoạt động đủ bao quát, radar khó có thể đưa ra phương án phản pháo hợp lý. Ngoài ra, radar phản pháo có khả năng phát hiện các quả rocket đi qua một khu vực nhất định ở một độ cao nhất định, nên nếu hỏa lực bay ra ngoài tầm thông số thì rất khó để nắm bắt đường đi của quả đạn. Ông Kranyevas đặt ra giả thuyết, Nga có thể không có đủ radar phản pháo trên khắp chiến trường để có thể bao quát liên tục đường bay của HIMARS trong quãng đường dài tối đa 80 km, nên khả năng theo dõi hỏa lực của họ dường như bị hạn chế. Ngoài ra HIMARS là hệ thống đặt trên xe tải nên nó thường áp dụng chiến lược bắn rồi chạy để tránh bị đối phương phản pháo. Để đối phó với chiến lược này, các radar phản pháo của Nga cần hoạt động nhanh để truyền tin cho hỏa lực bắn đáp trả trong vài phút trước khi xe chở HIMARS rời vị trí tấn công ban đầu. Quá trình này nếu bị chậm trễ có thể ảnh hưởng tới khả năng phản đòn của Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h TV.